Ai xe ôm đi? Ai xe ôm miễn phí nào? Alo, Tân nghe đây ạ. Alo, Tân hả cháu? Chú Nam bên quỹ khuyến học của xã đây. Hôm nay chú nhận được khoản tiền 10 triệu cháu ủng hộ cho quỹ khuyến học rồi. Thay mặt các anh chị cán bộ xã, cảm ơn cháu nhé. Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu chào chú ạ. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Con trai, tình hình con về quê thế nào rồi? Con cố gắng nhá. 30 Tết, rồi mẹ và anh chị đưa cháu về ăn Tết luôn. Mẹ yên tâm đi, không phải lo cho con đâu. Mẹ giữ gìn sức khỏe để bế cháu giúp anh chị nhá. Con hứa với mẹ, Tết năm nay bố mẹ chỉ việc ăn Tết thôi. Còn việc dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng này, rồi là trang trí nhà cửa, con làm hết cho. Được thế thì mẹ có phúc. Giờ con đang làm gì? Dạ, con làm việc có ích cho xã hội thôi. Mẹ ơi, con bận rồi, con gọi điện cho mẹ sau nhé. Em gì ơi, đi xe ôm miễn phí không? Chào em. Anh Tân đấy à? Anh về lâu chưa? Mà sao anh lại đi làm xe ôm thế ạ? Nhưng mà dù sao thì gặp lại anh em rất vui ạ. Trời ơi, anh cứ tưởng ai? Hóa ra là cô bé An ngày xưa hay lao đao theo anh đấy mà. Trời ạ, càng lớn càng xinh ấy. Nào, rất vui khi gặp lại em. Vừa mới đây mà đi đâu mất rồi? Này! Sao thế? Đi theo anh mãi như thế, không biết mệt à? Em không mệt, em xin lỗi ạ. Em không phải xin lỗi anh, mà là xin lỗi bản thân mình ấy. Năm nay em học lớp 9, còn anh lớp 12 rồi. Bây giờ mà không tập trung vào việc học, lỡ thi trượt thì biết phải làm sao? Em không sao ạ. Em không sao, nhưng anh thì có sao đấy. Anh khuyên em nên tập trung vào việc học đi. Sau này lên đại học rồi, biết đâu lại gặp được một chàng hoàng tử như ý thì sao, đúng không? Đừng theo anh nữa nhá. Nhưng mà em... Thằng kia! Mày làm gì em gái tao đấy à? Tôi có làm gì đâu. Tốt nhất là mày đừng nên làm gì cả. Mày nhìn lại bản thân mày đi. Đừng có trèo cao rồi té đau. Đừng có mơ đổi đời bằng cách núp sau vái con gái người khác. Tao sẽ không để mày tội nguyện đâu. Con này, đi vậy. Bây giờ em vẫn chưa tìm được hoàng tử ạ. Thế bây giờ nếu như mà em không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Còn từ nay về sau ấy, đừng theo đuổi anh nữa, mà hãy để anh theo đuổi em đi, được không? Đi nào. Đi nhá. Giới ạ, giật hết cả mình. Cậu muốn giết người đấy à?
Dạ, em xin lỗi anh chị. Hồi sáng đi làm, em có hứa với vợ con là chiều đi làm về sẽ dắt hai mẹ con đi ăn buffet. Chắc là hai mẹ con đang nhắc đó. Buffet? Người ta gọi là buffet. Buffet chả phép. Thôi, đi đi. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà anh thấy nóng ruột lắm. Dạ, em sẽ đi cẩn thận. Anh đừng lo, dù có chuyện gì thì cũng sẽ ổn thôi anh. Ừ, anh cũng hy vọng vậy. Cảm ơn em. Hay là anh về luôn đi, có gì em nhắn tin cho anh sau. Sao thế? Mới đó mà đã chán không muốn nhìn anh nữa à? Không phải thế, mà anh với Ngân gặp nhau ấy thì kiểu gì cũng có chuyện, cho nên em sợ. Thôi rồi, anh nghe em. Anh về nhá. Em vào nhà đi. Dạ vâng. Này, cái thằng kia, tao đã nói mày bao nhiêu lần là không được tán tỉnh em gái tao cơ mà. Mày có trách anh nào không? Anh ấy làm xe ôm miễn phí, em đi thì anh ấy chở thôi, chứ có tán tỉnh gì đâu ạ. Cậu thôi đi. Cậu đừng có mà giận cá chăn thớt. Cậu muốn đánh thì đánh tôi đây này. Chẳng phải từ xưa đến nay cậu luôn ghét tôi hay sao? Bây giờ đánh với nhau một trận đi, rồi quên tất cả, đừng nhắc lại nữa. Ok. Thôi anh, mình đi vào nhà đi anh. Em hứa là từ nay về sau sẽ không gặp anh ấy nữa ạ. Kể ra thì cái lão Tần cũng đào hoa thật. Hồi sinh viên mình cũng mê anh ta như điếu đồ còn gì. Nhưng mà anh ta đâu có đáp lại. Đúng là cái đầu lạnh lùng. Rồi, bây giờ em chở chị về nha. Cậu đi cho nó cẩn thận đấy nhá. Cậu mà còn dừng đột ngột ấy là tôi bảo anh ăn đuổi với cậu luôn đấy. Ấy, chị làm thế thì chết em. Em còn vợ nhỏ con thơ ở nhà nữa. Cậu chí được cái mồm. Thôi, đi đi. Tôi đã có hẹn đấy. Vâng, em đi ngay đây. Hai tiếng nữa, anh gặp em ở chỗ hẹn cũ nhá. Em chuẩn bị dần đi. Đi đường nhớ cẩn thận đấy. Chào anh cũng đi đường cẩn thận nhá. Anh biết rồi. Alo, Tuấn à, anh đang có chuyện muốn nhờ chú đây. Vâng, mấy khi mà sếp lớn có nhờ tới em, việc gì em cũng làm hết ạ, anh nói đi ạ. À, anh muốn chú tìm hiểu giúp anh, xem hiện tại công ty Vivo đang làm ăn như thế nào. Công ty Vivo à? À, là công ty do ông Ân làm giám đốc đó ạ. Dạ được, anh cứ giao cho em ạ. Ok, à, anh bảo này, tiện thể chú tìm giúp anh một món đồ cổ nhá, giá cả không thành vấn đề, thế nhá. Mình xin đi được có 2 tiếng. Thế mà sao bây giờ anh ấy vẫn chưa tới nhở? Gọi điện thì không bao giờ được. Không biết bao giờ mình với anh Tân mới được gặp gỡ công khai đây. Sao hôm nay anh lại thích đến nơi này thế? Dạo gần đây anh cứ mơ thấy những chuyện không vui. Nên cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Anh lo chuyện công ty hay là lo chuyện của cô An cơ? Anh lo cả hai. Nhưng mà em gái anh còn trẻ người non dạ. Nếu nó cố tình yêu tên đấy, dù biết tên đấy chỉ là một tên đào mỏ thì phải làm sao? Đấy mới chính là điều anh lo nhất. Nếu như anh cương quyết ấy, rất có thể con bé sẽ bỏ đến nhà của tên kia để ở. Nhưng mà bằng mọi cách, anh sẽ không để cho nó được tội nguyện đâu. Trời ơi, ngày gì mà đen thế không biết. Đã đi vội quên không mang điện thoại, đi đường vắng vẻ đã còn hết xăng nữa chứ. Lúc nào ông trời biết thử lòng người mà. Mệt quá rồi, không đi nổi nữa. An ơi, anh xin lỗi em. Anh biết là em đang chờ anh, nhưng mà anh mệt lắm rồi, không đi nổi nữa. Ê! Anh gì ơi! Anh gì ơi! Tôi nhờ anh một chút. Chả là xe của tôi đang đi đường thì bị hết xăng. Anh có thể làm ơn cho tôi một ít xăng từ xe của anh sang xe của tôi được không? Thôi được rồi, để tôi giúp anh nhá. Tôi cảm ơn anh, chứ tôi đi bộ mấy cây số cũng mệt quá rồi. An! An phải không? Anh chị, sao anh chị lại ở đây ạ? Anh bình tĩnh đã, có gì thì về nhà nói chuyện. Anh thật quá thất vọng về em. Em xin anh đi xin nhật cái hương. Anh gọi điện cho con bé, nó cũng xác nhận là em đang ở cạnh. Anh không ngờ hai đứa lại liên thủ vào điểm lừa anh. Đi về nhà ngay, từ hôm nay em đừng hòng bước chân ra ngoài. Đi, bỏ tay em ra, đau ạ. Anh bỏ em ra ạ. Đi vào đây. Từ bây giờ ấy, anh cấm em bước chân ra khỏi phòng. Em mà ra khỏi phòng ấy, anh cắt chân em. Nghe rõ chưa? Dạ, em nhớ rồi. Còn nữa, từ bây giờ anh tịch thu điện thoại. Điều này. Nhưng mà em còn phải liên lạc với bạn ạ. Không liên lạc gì cả. Cần cái gì thì báo anh. Anh giữ điện thoại. Nhớ đấy. Anh Tân ơi, anh có nhà không anh Tân? Chú Cường đi à? Vào chơi. Vâng, em đây. Chào anh. Lâu rồi không gặp. Em nghe nói anh về nên qua chào hỏi anh một tiếng. Thế à? Chú còn nhớ tới anh là anh vui rồi. À Cường này, anh đã có một chuyện muốn nhờ chú giúp đây. À, chú có thể giúp anh được không? Dạ, chuyện gì anh cứ nói đi. Chẳng là thế này, anh muốn nhờ chú đưa cho An giúp anh một lá thư, được không? Cái này anh Ân mà biết, chứ anh Ân đuổi việc em luôn á. Nhưng mà em thấy An với anh yêu nhau, có gì đâu ta. Anh cũng đâu có tệ. Thôi được rồi, em nhất định sẽ giúp anh. Chú nói thật nhá. Này, nói lời phải giữ lời đấy. Anh cứ tin đó em, em nhất định sẽ làm được. Thế chờ em một chút nhá. Dạ vâng.
Đây, gửi tới An giúp anh nhá. Vậy thôi, em xin phép. Mình sẽ chứng minh cho anh Ân thấy, dù cuộc đời này có khó khăn thế nào thì vẫn luôn có những tình yêu vô điều kiện. Con bé ăn uống có đủ cả chứ? Em không chắc lắm. Nhìn hai mắt con bé hốc hác, hai má thì tóp lại. Anh nhìn chắc là sót lắm. Em còn hay sót nó chứ anh. Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày mai ấy, cho con bé xuống dưới nhà chơi. Vâng ạ. Như vậy là việc nhà đã xong, bây giờ có thể lo việc riêng rồi. Hình như tôi hiền quá nên cậu không biết sợ có phải không? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến để giúp anh một tay thôi. Tôi biết công ty của anh hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề và có nguy cơ bị phá sản. Chuyện này có thật không anh? Sao chuyện lớn như vậy anh lại không nói cho em biết? Anh không muốn em phải lo lắng. Cậu nói đi, cậu giúp tôi kiểu gì? Tôi tuy có ngáp ngáp nhưng mà vẫn còn hơn cậu đấy. Tôi không thích nói về bản thân mình. Hiện tại công ty của tôi tiền đang xoay vòng vốn nên không có sẵn tiền để giúp cho anh. Nhưng tôi có một cách. Được, cậu nói đi. Nếu như tôi thoát được vụ này thì tôi sẽ bỏ qua tất cả ân oán cũ giữa cậu và tôi. Tôi cũng không mong gì hơn thế. Thế này đi, thay vì việc anh phải tìm đối tác xây dựng ở bên ngoài thì hãy làm việc với công ty của tôi đi. Tôi hứa sẽ không đòi hỏi công ty của anh phải trả tiền ngay. Và ngược lại, công ty của tôi còn hỗ trợ anh vật liệu và nhân công xây dựng để anh có thể giữ hợp đồng và vực lại công ty. Anh thấy sao? Nếu được như vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu luôn tài giỏi tới mức khiến tôi phải ghen tị. Nhưng mà lần này tôi càng vui mừng hơn khi mà em gái tôi đã chọn đúng người rồi. Thôi, coi như chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ mình mời anh Tân vào nhà, rồi em và An sẽ nấu cơm, rồi cả nhà mình cùng ăn nhá. Nếu như cậu không chê. Em chỉ mong như thế thôi. Sau này mong anh vẫn nâng tay. Thôi, vào nhà nào. An này, Tết này là Tết vui nhất của anh đấy. Thế là từ nay về sau anh không phải nghe bố mẹ hỏi bao giờ lấy vợ nữa. Anh cảm ơn em nhé. Sau này anh sẽ mua hết tất cả mảnh đất này